Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của địa giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thả, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của thủy hỏa phong không thức giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thả, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí.